số đặc điểm rất là thú vị. Sẽ không có cái màu trắng nào nó êm ái như cái màu trắng của vỏ trứng gà thì nó sẽ mang màu trắng nóng, còn vỏ trứng vịt thì sẽ mang màu trắng lạnh. Phút nhỏ những miếng trứng nhỏ ra, sau đó dùng dụng cụ riêng để gắn từng miếng trứng một cho thành vết. Công việc nó rất là nhỏ, rất là tỉ mẩn, ít nhất khoảng 15 ngày cho tới 20 ngày để cho một sản phẩm trung bình.